kinh hoàng, bí mật che giấu bên trong giếng thần chùa Ba Vàng khiến nhiều người khiếp sợ, không ai dám đến gần. Kính chào quý vị cô bác đang theo dõi video trên kênh Tinh Hoa Cuộc Sống. Cô bác thân mến, nói đến những ngôi chùa nổi tiếng ở Quảng Ninh, bên cạnh Yên Tử thì Ba Vàng cũng là cái tên không thể bỏ qua. Chùa Ba Vàng có tên gọi chính thức là chùa Bảo Quang, nằm trên núi Ba Vàng thuộc phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Theo văn bia còn lại của chùa thì núi Ba Vàng xưa kia gọi là Thành Đẳng Sơn. Chùa Ba Vàng tọa lạc trên một khu đất bằng phẳng, rộng chừng trên dưới 1.000 mét vuông. Những dấu tích kiến trúc gạch ngói vùi lấp bên dưới nền chùa hiện nay lộ ra cho thấy chùa đã được xây dựng ít nhất vào thế kỷ 17-18, quy mô khá rộng. Theo sự tích thì vào năm 1987, có một lão nông bị mất một đàn bò. Lão lang thang khắp vùng để tìm kiếm, trong lòng luôn cầu trời niệm Phật xin cứu giúp. Đêm đến, lão nông nọ nằm mơ thấy một ông cụ râu bạc phơ hiện ra và nói: "Con cứ lên núi Ba Vàng tìm, khắc thấy đàn bò." Dù bán tín bán nghi, nhưng do tiếc của, ông lão quyết tâm theo đường mòn leo dốc. Chẳng may, bất cẩn nên ông vấp ngã thì mới phát hiện ra trên này có những bậc thềm tam cấp bằng gạch. Ông lão về loan tin để dân làng biết và thật bất ngờ, sau đó đàn bò trở về nhà không thiếu một con. Sau sự phát hiện này, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học đã vào cuộc để tìm hiểu gốc tích của công trình. Theo nhiều tài liệu, vào thời Trần thế kỷ 13, vua Trần Nhân Tông đã rời bỏ cung vàng điện ngọc về Non Xanh Yên Tử tu hành, là người sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, một dòng thiền Việt Nam. Chùa Ba Vàng cũng là sơn môn thuộc Trúc Lâm Yên Tử. Căn cứ vào khảo cổ khai quật được từ lòng đất, tại nền chùa, những viên ngói đất nung đều mang nét văn hóa đời Trần. Người ta kết luận rằng, vào đời Trần, nơi đây đã từng tồn tại một ngôi chùa, nhưng không rõ lý lịch cụ thể về sư tổ và ngôi chùa. Kể từ khi được phát hiện vào năm 1987, ngôi chùa vẫn bình lặng chứng kiến những đổi thay của thời gian, không gian. Trong suốt khoảng lặng đó, chùa không hề có bất cứ một vị trụ trì nào. Cứ thế, con đường dẫn lên núi ngày một rậm rạp và ngôi chùa cũng dần dần xuống cấp, tựa như một ngôi chùa hoang vắng, lạnh lẽo. Đến năm 2007, chính quyền địa phương đã tha thiết thỉnh cầu Đại Đức Thích Trúc Thái Minh về làm trụ trì chùa Ba Vàng. Đứng trước một ngôi chùa hoang tàn xuống cấp, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh bỗng thấy trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ. Kỳ lạ hơn, chiếc giếng nước trong khuôn viên chùa trước đây khô cạn bỗng đầy ắp nước trở lại. Cho là điểm báo, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh quyết tâm gây dựng lại ngôi chùa, hoành dương Phật Pháp phổ độ chúng sinh. Sự mầu nhiệm của mảnh đất thiêng liêng này vẫn được người dân nơi đây nhắc đến, đó là sự tích về giếng thần cổ. Mặc dù nằm ở độ cao 340 mét so với mặt nước biển, nhưng giếng không bao giờ hết nước và mạch nước này từ trong lòng núi chảy ra quanh năm xanh mát. Tương truyền vào đúng đêm giao thừa, nếu ai có duyên phúc uống được một ngụm nước trong lành nơi đây thì sẽ tiêu trừ nhiều bệnh tật trong người. Còn các phong thủy gia nói rằng giếng được đặt tại mắt rồng của linh địa này. Thưa cô bác, từ xa xưa, cây đa giếng nước sân đình đã trở thành biểu tượng của làng quê Việt Nam. Cây đa cho bóng mát và bầu không khí trong lành, giếng nước cung cấp nước cho mọi người. Sân đình là nơi sinh hoạt văn hóa, lễ nghi, tín ngưỡng. Theo quan niệm của người Việt xưa, nước biểu trưng của âm tính là nguồn sống, nên giếng làng chính là cầu nối giữa trời, đất và con người. Vì giếng làng thân thiết như thế, nên đôi khi người ta gán cho nó một tính chất linh thiêng giống như một vị thần. Không ít nơi, nhiều người thường đến lễ bái nơi bờ giếng để cầu may và xin phúc lộc. Nhiều giếng còn mang vẻ huyền bí kèm theo biết bao giai thoại được thêu dệt. Tuy không biết thực hư như thế nào,
nhưng chúng ta hãy cứ lắng nghe một lần để mở rộng tầm hiểu biết cô bác nhé. Thứ nhất, câu chuyện sỉ nhục giếng thì cả làng phải chịu tội. Vâng thưa cô bác, chiếc giếng mà chúng tôi muốn nói đến ở đây là chiếc giếng ở làng Tà Pa, xã Sơn Thượng, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi. Sự linh thiêng của giếng Tà Pa còn được biết đến qua những câu chuyện truyền miệng của người dân nơi đây. Già làng Đinh Văn Sách, 70 tuổi, ngụ làng Tà Pa cho biết, muốn lập làng, có dân thì phải đi tìm nguồn nước tốt, phải đào giếng trước. Đó là quy luật sống của đồng bào mình. Nếu giếng nước bị sỉ nhục thì cả làng phải chịu tội, phải chịu chết, phải bệnh tật, phải đi nơi khác. Chính vì vậy, người dân tộc Hờ Re phải ban hành xà rươn, điều cấm kỵ và làm lễ cúng giếng nước vào ngày Tết hay ngày mừng lúa mới. Sự linh thiêng của giếng Tà Pa còn được biết đến qua những câu chuyện truyền miệng của người dân nơi đây. Một người dân kể rằng, những ai đến thành tâm xin nước giếng uống thì về sẽ gặp may mắn, còn những người tới giếng mà buông lời tục tĩu hoặc làm việc bậy bạ ở giếng thì sẽ bị trừng phạt. Trước đây, có người đàn ông trong làng vào múc nước giếng tắm ngay tại giếng. Khi về thì bị ngứa ngáy khắp người, da nổi những nốt lạ chạy chữa khắp nơi mà không khỏi. Phải tới khi làm lễ cầu khấn tạ lỗi tại miếu thờ giếng thì mới đỡ. Người Hờ Re giờ đã biết đưa người bệnh đến bệnh viện cứu chữa. Nhưng với họ, như vậy không có nghĩa là không cần đến người giữ giếng nữa. Dù đi bệnh viện, nhưng người nhà của người bệnh vẫn lấy áo hoặc váy, khăn của người bệnh mang về giếng thiêng để làm lễ tiêu trừ con ma bệnh. Già may bảo với người Hờ Re, thuốc chỉ chữa lành phần xác, còn phần hồn thì vẫn phải nhờ đến giếng thiêng. Điều đặc biệt nhất về giếng của làng Tà Pa này là giếng luôn luôn có nước. Dù mùa mưa hay mùa khô, dù những năm hạn hán, nước giếng của người dân trong làng đều cạn khô, hay nước sông hồ quanh vùng đều trơ đáy, thì giếng làng này vẫn có một nguồn nước róc rách chảy ra trong vắt, ngọt lành đến kỳ lạ. Lâu dần, người dân còn truyền tai nhau về tác dụng chữa bệnh của nước giếng linh thiêng. Họ cho rằng uống nước giếng trong mát nơi đây cho cảm giác sảng khoái, dễ chịu. Người uống không chỉ mạnh khỏe, chống được bệnh tật mà còn gặp may mắn trong cuộc sống. Ở đây bao nhiêu đôi vợ chồng có gì xích mích cũng đưa ra giếng để khấn. Khấn xong lại sống yên vui. Đặc biệt trai gái cưới nhau sẽ được người giữ giếng làm lễ tạ thần giếng và là chứng nhân của hai vợ chồng. Người làng Tà Pa cũng có những quy định rất nghiêm ngặt. Hai vợ chồng trước khi đường ai nấy đi phải cúng lễ bằng một con heo để xin giếng thiêng tha tội, hóa giải lời thề trước đó. Nếu người chồng hoặc người vợ có lỗi sẽ bị đuổi ra khỏi làng, không được phép sử dụng nước giếng vì sẽ làm ô uế giếng thiêng, khiến cả làng không được khỏe mạnh, làm ăn không tốt. Từ những câu chuyện tưởng chừng như truyền thuyết xung quanh cái giếng thiêng Tà Pa kỳ lạ này đã khiến người ta tin rằng đó chính là một phần lịch sử có thật của huyền thoại nơi đây. Và đối với người dân chốn này, đây là những tài sản thiên nhiên vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho họ. Giếng Tà Pa với dòng nước ngầm vô tận chảy suốt quanh năm giúp cho người dân vượt qua từng cơn hạn hán, đảm bảo nguồn nước ăn uống và sinh hoạt cho cả dân làng, chở che cho người dân mỗi khi thiên tai hoạn nạn. Thứ hai, uống nước giếng tiên sẽ trắng trẻo xinh đẹp như tiên. Vào những ngày đầu năm mới, hàng nghìn người dân, du khách khắp nơi lại đổ về đền Cặp Tiên thuộc xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Theo truyền thuyết của ngư dân trong vùng, đền Cặp Tiên được xây dựng để thờ một vị tiểu thư, con gái Trần Quốc Tàng, nên có tên gọi là đền Cô Bé Cửa Suốt. Trong khuôn viên, đền Cặp Tiên có một giếng nước nhỏ, rộng, chừng 10 mét vuông. Nước liên tục chảy ra từ trong núi, khiến giếng lúc nào cũng đầy ắp. Xung quanh có cây cối xum xuê, cỏ hoa đua sắc,
tạo thành một không gian vừa yên tĩnh vừa thơ mộng. Hàng ngày có hai vị tiên ông thường xuống đây ngắm cảnh, chơi cờ. Đi theo phục vụ hai vị tiên ông là hai nàng tiên xinh đẹp. Khi hai vị tiên ông chơi cờ thì hai nàng tiên cô thường xuống chân núi vui chơi, tắm mát và lấy nước lên núi để đun nước pha trà phục vụ hai vị tiên ông. Nơi hai vị tiên cô lấy nước là một giếng nước ngọt rất nhỏ nhưng nước không bao giờ cạn. Chỗ các cô tiên đứng múc nước sau này lõm xuống vẫn in hình dấu chân. Giếng nước các cô dùng sau này được gọi là giếng tiên bởi khi nước triều lên thì ngập mặn, nhưng khi nước triều rút thì nước giếng lại ngọt trở lại. Đặc biệt trời hanh, nắng hạn, cây cỏ khô cằn thì nước ở đây cũng không bao giờ cạn. Dân trại trước khi ra khơi thường đến đây lấy nước ngọt và cầu xin các vị tiên giúp đỡ nên bao giờ cũng gặp may mắn. Tương truyền, nếu ai dùng nước giếng tiên, da sẽ trắng như các vị tiên và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Chính vì thế, khi đến tham quan khu di tích này, du khách là nữ thường không bỏ qua cơ hội dừng chân ghé vào giếng tiên. Thứ ba, giếng nước kỵ đàn bà. Người Ma Cong ở xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình hiện đang lưu giữ một báu vật trời cho, ấy là giếng nước thần bí ở lưng chừng đỉnh Trường Sơn. Kỳ lạ thay, thần giếng lại chẳng ưa những người phụ nữ đến tháng hoặc vừa nở nhụy khai hoa. Ông Đinh Hợp, chủ tịch xã Thượng Trạch khẳng định chuyện này là hoàn toàn có thật. Ông đã từng được nhiều lần chứng kiến và cũng bởi sự thật này mà mấy chục năm nay không chỉ phụ nữ đến tháng, phụ nữ mới sinh nở mà tất thảy đàn bà con gái ở đất này đã không dám mon men đến cạnh giếng thần. Ông Đinh Hợp kể, trước sự kiện lạ lùng đó, khi ấy dân bản cho rằng trong số những phụ nữ đến giếng có người đã bị con ma rừng nó ám nên mới khiến thần giếng nổi giận. Tuy nhiên, sau vài lần kiểm tra, dân bản đã đi đến kết luận chỉ những người phụ nữ mới sinh đang ở cữ cùng những người đàn bà đến tháng mới khiến thần giếng nổi cơn tam bành. Thứ tư, giếng chuyên chữa bệnh mất sữa. Giếng sữa nằm ở trên mảnh đất thuộc thôn Cam Lâm, xã Đường Lâm, Hà Nội. Đó là một giếng nước rất nhỏ và nông, thành được xây bằng đá ong, một loại đá cổ nổi tiếng ở xứ Đoài. Truyền thuyết về giếng sữa không nhất quán, có nhiều dị bản. Tuy nhiên, hầu hết các vị cao niên ở Đường Lâm đều thống nhất rằng khả năng chữa bệnh mất sữa của chiếc giếng đặc biệt này xuất phát từ thời Ngô Quyền. Vị trí của sữa chỉ cách lăng Ngô Quyền chừng trên 100 mét. Chuyện rằng hồi đó loạn lạc, dân chúng đói khát, khổ sở. Có nhà bỏ con để chạy loạn. Một bà lão hành khất, chống gậy, lang thang qua mảnh đất này, thấy đứa bé còn đỏ hòn, bị bỏ ngang đường. Thương tình, bà bế đứa nhỏ theo. Đến địa phận đất Chuông Sa, tên gọi khác của vùng đất này, thì đứa bé đói quá nên khóc ròng không sao dỗ được. Không có nhà dân nào xung quanh để xin cho đứa bé miếng nước, bà phải cố dỗ dành. Bỗng đâu, chiếc gậy của bà cắm xuống mảnh đất mềm thì một dòng nước trào tóe lên. Bà mừng quá, lấy nước cho đứa bé uống thì đứa bé nín khóc và ngủ ngon lành. Kể từ đó, bà ở lại đây sống và nuôi đứa bé. Khi bà mất, nhân dân lập miếu thờ và giếng nước có từ đó. Đây là khu di tích rất linh thiêng, hễ bà mẹ nào đang nuôi con ít sữa, tắc sữa, đến đây khấn và xin nước từ chiếc giếng về uống hoặc nấu cháo, lập tức bầu ngực sẽ căng sữa trở lại. Anh Tuấn, Thanh Xuân, Hà Nội, sau khi sinh con gái đầu lòng, vợ anh không có sữa nên đã đến đây xin sữa cho biết. Vợ tôi sinh con được 5 tháng nhưng tắc sữa 3 tháng nay, người không có tí sữa nào. Nhờ mọi người mách bảo rồi đến đây xin nước giếng mẹ về uống, đến ngày hôm sau đã có sữa trở lại. Hôm nay tôi đến giếng để lễ tạ mẹ. Năm 1965, có một đoàn các nhà khoa học đến thăm. Họ lấy mẫu nước về nghiên cứu. Tuy nhiên, kết quả như thế nào
thì không được thông báo đến người dân. Nhiều người chỉ hiểu mơ hồ là trong nước giếng có chất khoáng có thể kích thích sản sinh ra sữa ở sản phụ. Tuy nhiên, người dân Đường Lâm cũng không mấy quan tâm đến cách lý giải vấn đề đó lắm, vì quan trọng nhất đối với họ, giếng sữa là một báu vật đáng tự hào. Ngày nay, giếng sữa như là một bảo vật của làng. Cứ mỗi lần có khách phương xa đến giếng xin sữa là người dân làng cổ Đường Lâm lại lấy làm tự hào. Giếng sữa trong lành ấy đã làm tuôn chảy không biết bao nhiêu dòng sữa mát, đem lại ấm no cho bao lứa trẻ thơ. Thứ năm, giếng thần chữa bệnh mất trí. Từ xa xưa đến nay, đối với người dân thôn Chỉ Bổ, xã Thủy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, đền Chòi không chỉ đơn thuần là di tích lịch sử cấp quốc gia, mà ẩn chứa trong ngôi đền hàng trăm năm tuổi đấy là những câu chuyện về chiếc giếng thần có khả năng chữa bệnh suy giảm và mất trí nhớ. Bà Mai năm nay đã ngoài 50 tuổi. Khi được hỏi về bệnh mất trí nhớ của mình, bà Mai tâm sự. Nghe những người trong nhà kể lại, năm 2009, trong một lần đi thăm gia đình người con trai, tôi có bị tai nạn xe khách. Qua quá trình chạy chữa, các bác sĩ kết luận tôi bị va đập mạnh ở vùng đầu, dẫn đến việc mất trí nhớ. Chứng bệnh của tôi kéo dài đến năm 2010, tưởng như tôi sẽ vĩnh viễn mất đi trí nhớ. Nhưng may sao, có người cùng xóm giới thiệu sang thôn Chỉ Bổ xin nước ở giếng mắt rồng để uống. Bán tín bán nghi, nhưng người nhà vẫn đưa tôi đến xin nước để chữa bệnh. Thế rồi sau 4 tháng kiên trì xin nước về uống, tự nhiên trí nhớ của tôi lại được phục hồi. Cũng giống như trường hợp của bà Mai, anh Lưu Quang Khánh cũng bị căn bệnh mất trí nhớ trong một tai nạn ngã giàn giáo. Nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có tiền chữa trị, nên hầu như anh Khánh không sử dụng bất cứ một phương pháp điều trị nào. Tuy nhiên, sau một thời gian dài chịu khó đi lại xin nước ở giếng mắt rồng về uống, trí nhớ của anh Khánh bỗng nhiên được phục hồi. Không chỉ có công dụng chữa bệnh mất trí nhớ, nhiều người lớn tuổi trong làng còn kể lại rằng trẻ em bị bệnh ngoài da, lở loét, đến đền xin nước ở giếng mắt rồng về tắm rửa, bệnh tình cũng đều thuyên giảm. Thứ sáu, kỳ bí giếng nước có cóc ngồi canh không bao giờ cạn. Đền Sái nằm trên đỉnh Thất Diệu Sơn ở thôn Thủy Lôi, xã Thủy Lâm, Đông Anh, Hà Nội. Từ xa xưa, đền Sái được coi là một đền thờ linh thiêng ứng nghiệm. Nhiều thời vua, chúa và các quan triều thần thường về đây bái yết, cầu xin Đức Thánh phù hộ thắng trận. Ngày nay, cứ mùa xuân đến 11 tháng riêng âm lịch, hàng vạn lượt nhân dân khắp mọi vùng cũng đến đền làm lễ cầu lộc, cầu tài, cầu bình yên. Du khách tới thăm đền không chỉ bất ngờ với kiến trúc độc đáo ở đây, mà còn ngạc nhiên với giếng nhỏ không bao giờ cạn nước. Mùa đông luôn có một con cóc ngồi trên miệng giếng. Không biết giếng có từ bao giờ, nhưng theo tích xưa kể lại, nguồn gốc của giếng có liên quan đến việc các cô tiên giúp vua An Dương Vương gánh đất xây thành Cổ Loa. Khi ma gà giả tiếng gáy sáng, các cô tiên vội về trời đã bỏ lại những gánh đất hình thành đỉnh Thất Diệu Sơn. Giếng nằm trên Thất Diệu Sơn nên có người gọi là giếng cô tiên. Điều kỳ lạ là giếng nằm trên đỉnh một mỏm đá, lượng nước rất ít, nhưng theo lời dân làng thì không bao giờ cạn. Nước trong vắt, mát mẻ, nhiều người đi lễ đều đến múc rửa mặt hoặc uống. Ông Đỗ Xuân Thắng, ban quản lý di tích đền Sái cho biết, các cụ cao niên cho biết giếng nước này không bao giờ cạn. Theo ghi nhận của tôi suốt thời gian làm việc ở đây, dù là mùa đông chưa bao giờ giếng hết nước, đặc biệt mùa đông luôn luôn có một con cóc ngồi trên miệng giếng. Rất nhiều du khách lên núi Sài vãn cảnh thích uống ở giếng này. Ngày nay, để đảm bảo tính vệ sinh, giếng đã được làm một chiếc nắp đậy lên. Bên cạnh cũng có một ban thờ nhỏ và một chiếc đỉnh lớn dành cho những ai có lòng thành kính muốn thắp hương. Thứ bảy,
giếng thiêng có hình dáng nhạy cảm ở Ba Vì. Giếng nước nằm dưới chân núi Tàn, quanh năm mây mù bao phủ. Người làng nghe, xã Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội, nói con gái được tắm nguồn nước đó sẽ có làn da trắng hồng, mịn màng và xinh đẹp hơn. Giếng thần không bao giờ cạn nước, kể cả trong những lần hạn hán, mùa hè nước mát lạnh, mùa đông nước giếng bốc hơi nghi ngút. Những người có tuổi ở làng kể lại, gia đình này sống ở đây không được thịnh vượng. Trong nhà thường xảy ra chuyện xích mích, mâu thuẫn khó lý giải. Có điều khiến họ phát sợ, đó là một đôi rắn thường xuyên xuất hiện bên miệng giếng. Đôi rắn này có màu đỏ chót ở trên đầu, mỗi con dài khoảng 3 mét. Đêm chúng thường xuống giếng uống nước và quấn lấy nhau cho đến sáng mới lại vào hang. Gia đình kia từng nhiều lần chứng kiến cảnh đó. Họ tin rằng đây là mảnh đất thiêng, mình đã sống trên đất của thần. Họ đã lập một ngôi miếu nhỏ bên cạnh giếng thần, hàng ngày nhang khói, mong các vị thần linh lượng xá cho đám người trần mắt thịt dám ở trên đất thiêng. Cụ Mẹo cho hay, ngày trước cụ cùng đám trẻ hay chơi ở đó. Phía trong giếng còn phát ra những âm thanh oàm oạp. Những ngày giờ trời, miệng giếng có rất nhiều cá trê, mình dài bằng nửa đòn gánh, người đen sì, râu dài, miệng to như cái bát con. Các cụ bảo đó là cá thần, chẳng ai dám bắt về ăn. Hiện nơi có giếng thần thuộc quyền sở hữu của một phụ nữ ở Hà Nội. Mặc dù người chủ mới đã mua mảnh đất này được gần 20 năm, nhưng cũng chỉ dám làm hàng rào xung quanh để bảo vệ giếng thần, chứ chưa dám xây dựng gì. Và người này vẫn giữ nguyên hiện trạng cái giếng và ngôi miếu do người chủ cũ để lại. Thứ 8. Giếng thần hai màu nước và khúc gỗ trấn long mạch. Nằm tít trên núi cao, từ trung tâm xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, chỉ đi vài cây số nữa là bước sang huyện Bá Thước của tỉnh Thanh Hóa. Ngọc Lâu cùng chung những khó khăn về địa hình núi đá vôi với huyện Bá Thước. Đất đai thiếu nước nên chỉ có thể trồng ngô, phần đất cấy được lúa là rất ít. Trưởng bản Khộp, anh Bùi Văn Quyết, ngoài 20 tuổi, giọng nói vừa hoàn cảnh vừa tự hào. Bản Khộp chúng tôi chẳng có gì đáng giá, đáng nhắc đến bằng cái giếng thần giữa bản đâu. Từ ngày con người có mặt ở đây là giếng đã có rồi, chẳng bao giờ cạn nước đâu. Cả bản ăn uống, tắm giặt, nước cấy lúa cũng từ giếng này mà ra đấy. Hôm nào nắng to, giữa trưa còn thấy hai tia nước hai màu vàng trắng chui từ khúc gỗ lên nữa. Từng chứng kiến nước giếng cạn sạch, lại là người trực tiếp tham gia kéo cành nhội dưới giếng lên. Ông Bùi Văn Trình kể, hồi ấy tôi còn thanh niên, cũng phải gần 20 năm rồi. Ông Nhiên, chủ nhiệm hợp tác xã bấy giờ, bảo có cái quỹ UNICEF gì đấy, quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc, hỗ trợ cải tạo hệ thống nước sinh hoạt cho những xã nghèo. Cái mó nước ở bản Khộp cũng phải cải tạo, phải nạo vét bùn lên. Tôi với 6-7 cậu nữa nhảy xuống mó nước, buộc chảo vào khúc cây rồi kéo lên. Lúc kéo được khúc cây lên bờ, nước vơi đi một nửa thôi, nhưng vài ngày sau thì cạn sạch, chỉ thấy toàn là bùn, chẳng còn nước mà ăn uống nữa. Cái ao cạnh giếng cũng cạn hết nước, bà con sợ lắm, hết nước thì lấy đâu ra lúa gạo. Thế là lại thả khúc cây xuống, sáng sớm hôm sau cả bàn kéo ra thì thấy giếng lại đầy nước rồi. Nước ao bên cạnh cũng từ giếng chảy ra, đục ngầu chứ không trong văn vắt như nước giếng. Những con cá vàng, đen, trắng, to nhỏ vẫn sống dưới giếng. Cá cứ sống tự nhiên, khi nào to thì lần lượt các hộ bắt về ăn. Quanh giếng, ngày nào cũng đông người đến tắm giặt, gội đầu như hình ảnh thường thấy ở giếng làng dưới xuôi thuở trước. Xung quanh cái giếng thần có khúc gỗ trấn long mạch kia còn rất nhiều câu chuyện huyền hoặc. Song cũng chính những câu chuyện đó đã lưu giữ phần nào nét văn hóa từ thuở hồng hoang của cộng đồng người Mường nơi đây. Thưa cô bác, Phật giáo là một tôn giáo minh triết vừa xuất thế vừa nhập thế, ra đời trên 2.600 năm qua vì con người và để phụng sự con người.
giáo lý Phật giáo đã đem đến cho nhân loại những phương pháp sống đẹp, sống thiện, sống chân và sống hướng thượng. Một trong những phương tiện trong kho tàng giáo pháp đồ sộ mà Đức Phật đã giảng thuyết và sau này các thánh đệ tử trùng tuyên tiếp tục quảng diễn cho cả hàng tại gia cư sĩ, góp phần xoa dịu nỗi đau cho nhân loại và góp phần làm cho gia đình được an vui hạnh phúc, xã hội được phồn vinh thịnh vượng là những lời dạy về xây dựng hạnh phúc gia đình. Do đó, để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin chia sẻ đề tài xây dựng hạnh phúc gia đình theo quan điểm Phật giáo. 1. Nuôi nấng và dạy dỗ con cái đúng cách. Khi lập gia đình, phần lớn đều có con cái. Con cái dù gái hay trai đều là hoa trái của tình yêu. Đừng vì quá thích con trai, đừng vì nối dõi tông đường mà xem nhẹ hoặc bỏ bê con gái, đánh mất hạnh phúc gia đình. Phật dạy con nào cũng được, miễn là chúng hiếu thảo đối với cha mẹ, là một người con đúng nghĩa. Đức Phật không hề có quan niệm trọng nam khinh nữ như quan niệm của Trung Quốc, nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô, ảnh hưởng bởi truyền thống nho giáo hoặc như các khối Trung Đông thời Trung Cổ, chuộng con trai vì tương lai họ là những chiến binh phục vụ cho các cuộc xâm lăng tranh giành lãnh thổ. Một đứa con được sinh ra ắt hẳn là niềm vui lớn của mẹ cha. Từng ngày tháng chúng lớn khôn là từng ngày tháng niềm vui của cha mẹ được nhân lên. Tuy nhiên, theo thời gian, chúng bị ảnh hưởng tác động bởi xã hội và tập nhiễm thói hư tật xấu. Chúng trở nên bắt đầu khó dạy và thể hiện cái tôi, tính cách ngang bướng. Trong trường hợp này, bậc làm cha mẹ phải kiên nhẫn và từ ái, tìm các biện pháp thích hợp để dạy dỗ con cái vượt qua giai đoạn nửa trẻ nhỏ, nửa người lớn này. Đó là một giai đoạn cực kỳ khó khăn đối với trẻ. Nếu gia đình có một đứa con hư hỏng, chắc chắn gia đình ấy không thể có hạnh phúc an vui. Thay vì nhất thời nóng nảy, la dầy, mắng chửi hoặc đánh đập con cái, chúng ta nên bình tâm tìm phương cách giảng dạy và nhắc bảo cho hợp tình, hợp lý, hợp thời để cảm hóa. Không nên dạy con trước mặt bạn đồng lứa, gây tổn thương lòng tự trọng, để lại sang chấn tâm lý mặc cảm cho con trẻ. Đó là cả một nghệ thuật kỳ vĩ mà bậc làm cha mẹ đều phải để tâm mới có thể thực hiện tốt vai trò của mình. Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt, Trường Bộ Kinh số 31, Đức Phật dạy bậc làm cha mẹ phải có 5 bổn phận đối với con cái: ngăn chặn con làm điều ác, khuyến khích con làm điều thiện, dạy con nghề nghiệp, cưới vợ xứng đáng cho con, đúng thời trao của thừa tự cho con. Đây là 5 điều căn bản của bậc làm cha mẹ đối với con cái. Chúng không phải là tất cả, nhưng chúng có thể được xem là tiêu chuẩn tối thiểu để bậc cha mẹ dựa vào đó làm thước đo cho cuộc sống của mình. Nói đến cách dạy con, cha mẹ phải là người có lý trí và thương con mới dạy con nên người. Tùy vào trường hợp của mỗi trẻ mà cha mẹ có cách giáo dục khác nhau. Có cháu ngoan hiền, dễ dạy, có cháu hiếu động, ngang bướng. Nói cách khác, bất cứ điều nào có thể gây sự tổn hại cho con về sức khỏe và tinh thần đều cần phải ngăn chặn, và điều nào có lợi cho con về phương diện sức khỏe và tinh thần thì tích cực truyền lửa và hỗ trợ. Không những vậy, cha mẹ cần hướng nghiệp cho con đúng với sở thích, sở trường của các cháu để đảm bảo cuộc sống vật chất và niềm vui khi làm việc. Trong bổn phận làm cha mẹ này, Phật còn dạy cha mẹ phải cưới vợ, chồng xứng đáng cho con. Trong một nghĩa bao quát, cưới vợ, chồng xứng đáng là tìm người có phẩm chất đạo đức để gia đình của con có được cuộc sống bình yên và hạnh phúc lâu dài. Điều cuối cùng của 5 bổn phận này là chọn đúng thời điểm ra giao sản cho con cái để chúng gìn giữ và phát triển làm ăn. Nói tóm lại, con cái là tài sản vô giá đối với cha mẹ, là kết quả hoa trái của tình yêu. Nếu gia đình chỉ đạt được những chỉ số về vật chất mà quên đi sự thành tựu của con cái, gia đình ấy chắc chắn không thể hạnh phúc. Để có được một gia đình trong ấm ngoài êm, lớn nhỏ đều hạnh phúc, không những cha mẹ biết cách giáo dục con cái nên người
mà Đức Phật còn dạy cho gia chủ Thi Ca La Việt về phận làm con cái cũng nên thực thí năm bổn phận để cha mẹ được hạnh phúc. 1. Người con phụng dưỡng cha mẹ. 2. Người con làm những công việc bổn phận trong gia đình chu đáo. 3. Người con bảo vệ gia đình và truyền thống quý báu của gia đình. 4. Thừa tự tài sản của cha mẹ một cách chính đáng. 5. Làm tang lễ đúng cách khi cha mẹ qua đời. Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt số 31 thuộc Trường Bộ Kinh. Nói tóm lại, cha mẹ được hạnh phúc an vui không những tùy thuộc vào cha và mẹ trong mối quan hệ trực tiếp, mà con cái góp phần không nhỏ cho hạnh phúc gia đình thêm bền vững. 2. Sống hòa ái trong đại gia đình. Ngày xưa, tình trạng mẹ chồng nàng dâu hoặc em chồng chị dâu thường là một vấn đề đau đầu của xã hội. Biết bao gia đình sống dở chết dở vì tình trạng mẹ chồng nàng dâu không thuận thảo, hoặc em chồng chị dâu có những mâu thuẫn trong quá trình cọ sát của cuộc sống. Đôi khi vì nghiệp ái sâu xa, người mẹ hoặc người chị, người em đã cảm thấy hụt hẫng khi người con trai cưng, anh trai, em trai quý của mình lập gia thất. Trong sâu thẳm ấy, nàng dâu là người đánh cắp vật báu của gia đình, từ đó âm thầm sanh ra mâu thuẫn bất hòa trong gia đình, không có lời giải và không có hồi kết. Không những vậy, một khi đã về nhà cha mẹ chồng, có thể có những trường hợp bất đồng tránh kiến và bất đồng về cách sống trong gia đình chồng. Từ đó nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến chiến tranh bằng binh khí, miệng lưỡi hoặc chiến tranh lạnh trong gia đình bé nhỏ chỉ với 4-5 thành viên hoặc trong một đại gia đình 20-30 thành viên trở lên. Trong trường hợp này, vợ chồng nên tìm cách ra riêng để tự giải thoát những mối quan hệ trói buộc phức tạp này. Nếu không có cách nào khác, người vợ trong gia đình ấy nên học cách nhẫn nhịn để lùi một bước trời cao bể rộng, hoặc một câu nhịn chín câu lành, và tìm cách hóa giải bằng tình thương yêu, hy sinh tận tụy. Theo quan điểm nhà Phật, quá trình mâu thuẫn xung đột xảy ra ắt có nguyên nhân. Người trí đi tìm nguyên nhân ấy và giải quyết tận gốc rễ của nó. Cách tốt nhất để giải quyết mâu thuẫn và bất hòa này là tự thân của người trong cuộc nên học chữ nhẫn nhịn và hòa ái. Luôn có thái độ khiêm cung, nhã nhặn và tử tế dù trong hoàn cảnh nào. Quá trình nhẫn nhịn có khi bức bối, khó nhịn nổi. Nhưng vì tình cảm và hạnh phúc cả đời đối với gia đình của mình, người vợ chồng nên biết chấp nhận. Sau những nỗ lực hòa giải bằng thân hành từ ái, khẩu hành từ ái, ý hành từ ái, tức là hành động, lời nói và ý nghĩ của người vợ hoặc chồng trong gia đình luôn luôn thể hiện sự hiền hòa mát mẻ, nhẹ nhàng và hiểu biết. Cuối cùng, hy vọng sẽ có cục diện tốt đẹp hơn. 3. Cùng một niềm tin và nhận thức. Đối với cặp đôi có cùng tín ngưỡng, cùng một tôn giáo, cùng một quan điểm, cùng một chủ nghĩa, khuynh hướng nhận thức tương đồng thì rất thuận lợi trong quá trình xây dựng hạnh phúc gia đình. Nếu chồng bảo A mà vợ nói B, với thời gian chẳng bao lâu, chắc chắn sẽ có mâu thuẫn trong gia đình. Ví dụ, ngày cô vợ đi tham gia một lễ lạc thuộc một truyền thống tôn giáo nào đó, chồng không ủng hộ hoặc ngược lại, chắc chắn âm thầm sẽ gây nên sự bất hòa và dần dần đi đến tình cảm bị đổ vỡ hoặc nguy cơ bị thay thế bởi hình ảnh và tình cảm khác. Do đó, trước khi đến với nhau, nên tìm hiểu cho kỹ về niềm tin và nhận thức của đối phương để xác định cặp đôi có thể hòa hợp với nhau về lâu dài hay không. Kinh Phật dạy có 6 phương diện hòa hợp, đó là hòa hợp về hành động, thân hòa đồng chú, hòa hợp về lời nói, ngôn luận, khẩu hòa vô tránh, hòa hợp về ý chí, ý hòa đồng duyệt, hòa hợp về kỷ luật, nguyên tắc sống, giới hòa đồng tu, hòa hợp về quan điểm, kiến hòa đồng giải và hòa hợp trên lợi tức, lợi hòa đồng quân. Nếu thực hiện được sự hòa thuận trên 6 nguyên tắc vàng này, ắt hẳn cuộc sống sẽ ấm êm, hạnh phúc biết bao. Do đó, việc hòa hợp về niềm tin và quan điểm là điều hết sức cần thiết. Trong trường hợp nam nữ thương nhau mà khác truyền thống tôn giáo
tự thân nên có sự thương thảo quan điểm và nên bày tỏ quan điểm một cách rõ ràng trước khi đến với nhau. Hai bên nên tôn trọng tín ngưỡng của nhau, không nên cưỡng ép cách này hoặc cách khác, bắt người khác theo tín ngưỡng của mình, khiến cho lòng tự trọng và niềm tin bị tổn thương, dẫn đến khả năng có thể chia tay. Trong trường hợp hai người vì thương nhau mà vượt lên trên rào cản của tôn giáo và quan điểm sống của gia đình, thì sau khi đến với nhau nên tôn trọng quan điểm của nhau. Không nên cho rằng tôn giáo mình có quyền nắm giữ chân lý và hãy để người bạn đời của mình có quyền suy tư và niềm tin về đường lối mà vị ấy đang theo. Tới đây thì thời lượng của chương trình đã hết. Nếu cô bác thấy video này hữu ích, xin hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo. Chúng tôi luôn lắng nghe ý kiến của cô bác để có thể phục vụ được tốt hơn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô bác ở những video sau.